Đất nước Việt Nam chúng ta, nơi có cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên phong phú, nơi lưu giữ và phát huy truyền thống dân tộc hào hùng qua từng thế hệ, khẳng định và tôn vinh tài năng trí tuệ Việt. Và ngày hôm nay, mảnh đất này vẫn còn ẩn sâu bên trong những giá trị tôi chơi với Dương cũng từ rất lâu rồi, hai anh em thì học cùng trường. Dương thì có rất là nhiều những điều bất ngờ, không chỉ bất ngờ trong cuộc sống mà bất ngờ ngay ở như trên những trang viết. Tôi giật mình khi đọc những cái bài viết của Dương, bởi vì thật ra là những bài viết đó thì nó mang cái sự dấn thân rất là ghê gớm, cũng rất là ít những nhà báo có thể làm được trong cái môi trường báo chí đời sống như bây giờ. Có thể là nay gặp Dương ở đây nhưng mà mai gọi điện thì có thể là không nghe máy, máy không có tín hiệu, nhưng bởi vì cậu đã ở rất xa rồi. Cá nhân tôi thì tôi có đọc tác phẩm của Dương nhiều, và ngoài ra thì chúng tôi có làm việc cùng nhau trong một số chuyến đi công tác. Cái điều mà đặc biệt mà tới Dương đấy là cái sự xông xáo, và suốt bao nhiêu năm qua Ngọc Dương vẫn là một nhà báo xông xáo như vậy. Cái tình cảm của Dương đối với nghề nghiệp đấy, từ khi Dương bước chân vào nghề cho đến nay, theo tôi thì nó vẫn không hề thay đổi. Đấy là điều đáng quý nhất. Vào năm 2010, ít ai có thể ngờ được rằng để có được đầy đủ những chất liệu làm nên loạt phóng sự này, tác giả của nó, nhà báo Phạm Ngọc Dương đã mất hơn 3 năm trường kiên trì tìm mọi cách để có thể lên tới đỉnh núi cao khoảng hơn 2.400 mét mà trước anh
Đã từ rất lâu rồi, người dân ở xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương vẫn thường truyền khẩu cho nhau nghe về một nghĩa địa mộ Hán rất lớn, với hàng loạt những ngôi mộ như những quả đồi giữa cánh đồng. Thậm chí có lời đồn thổi rằng trong những ngôi mộ đó có kho báu. Một chuyên gia nghiên cứu văn hóa đã từng khẳng định rằng khắp vùng Hải Dương, chỗ nào có đống đất trồi lên giữa cánh đồng thì dứt khoát dưới đống đất đó là mộ gạch hoặc mộ gỗ hình cũi, hai loại mộ phổ biến thời Hán. 1000 năm Bắc thuộc xưa kia đã thực sự chìm sâu vào quá vãng nền phong kiến phương Bắc, với dã tâm thôn tính và tiêu diệt những dân tộc lân bang đã không thành hiện thực khi đục phải bức tường văn hóa tối cổ từ ngàn xưa của dân tộc Việt. Tuy thế, những dấu tích của một thời vẫn còn đó, giá trị văn hóa lịch sử để ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu thêm về những bước thăng trầm của dân tộc mình trước đây. Trở lại với câu chuyện những ngôi mộ Hán trên cánh đồng Hải Dương, khi khảo sát thực tế cho loạt bài phóng sự khám phá của mình, nhà báo Phạm Ngọc Dương đã may mắn gặp một người dân địa phương tên là Đặng Văn Dũng. Như mối duyên chi ngộ, ông Dũng đã tạo điều kiện để anh Dương có thể trực tiếp khám phá những tàn tích mộ cổ nơi đây. Người ta gọi là cái đống sẫm hoặc đống đẻ đấy, tùy theo, nhưng mà đây cái đống này là đống sẫm. Tên khác nhau. Tên địa phương đấy. Quá trình người ta làm thủy lông, bắt đầu làm cái máng tiêu nước thì các cụ mới cắm, thì cắm xuyên qua cái này, bắt đầu mới đào cắt đôi cái đống này ra thì nó mới nổ cái phần mộ này ra. Ngày xưa 1-2000 năm thì người ta xây mộ này thì là người ta chỉ bới một cái lớp đất màu thôi, tức là đào sâu lòng đất khoảng 2-30 phân thôi. Hết cái lớp đất màu là bắt đầu người ta xây mộ. Thế xây mộ từ đáy là đây là vòng cuốn thì nó cao khoảng 3 mét. Cái xây xong ngôi mộ này thì đưa đất, chuyển đất, lấp kín ngôi mộ. Đấy, thì qua quá trình 2000 năm thì cái đống đất này nó bị mài mòn đi, nó chỉ còn thấp như thế này nữa thôi. Và cái đất bồi lấp, vì cái bản chất của cánh đồng của mình thì luôn luôn bồi lấp, phù sa bồi lấp, cho nên là bắt đầu nó cái mặt của cánh đồng này thì nó sẽ nâng cao lên và ngôi mộ nó sẽ tự nhiên chìm xuống dưới lòng đất thôi. Thì bản chất ngôi mộ là nó trên mặt đất. Theo lời kể của ông Dũng, chúng tôi được biết trước kia, cả khu vực rộng lớn ngay bên con sông Kinh Thầy, vượt qua quốc lộ 5 đến hết cánh đồng mênh mông của làng An Thái là một nghĩa địa khổng lồ, có hàng trăm gò đống cao vượt ngọn tre. Ngôi mộ Hán này chúng tôi khai quật năm 1996 tại thôn Vũ Xá, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, hiện nay thuộc thành phố Hải Dương. Thì sau khi khai quật xong thì chúng tôi đã mang về phục chế tại bảo tàng. Đấy, thì các anh nhìn trên hiện nay mỗi một viên gạch nó có một cái loại hoa văn khác nhau. Thì trong số các cái viên gạch đây thì chúng tôi có một viên có cái niên đại tuyệt đối là năm Vĩnh Kiến tứ niên, tức là năm 130. Thế anh xem về cái chất liệu để làm viên gạch này ấy, thì chắc qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy là được làm tại, có lẽ là tại một cái vùng núi nào đó của Hải Dương. Đấy, vì là trong cái chất đất là nó có pha cát, chứ còn cái đất sét ở vùng Nam Sách thì không có cái loại chất liệu này. Thế thì hiện nay chúng tôi phục nguyên ở đây thì các anh nhìn là nó có ba cái vòm kín như thông sang ba cái vòm bên kia, và diện tích chúng tôi phục nguyên là theo cái diện tích theo tỷ lệ 1:1. Để làm được ngôi mộ này thì phải hàng ngàn nhân công làm việc là trong thời gian là có thể nói là hàng nhiều năm trời, tức là họ
họ xếp gạch thành các cái như một các cái đường hầm, các cái gian phòng cái này, và sau đó thì lấy đất đắp chùm lên ngôi mộ to như một quả đồi, tức là trải qua hàng 2000 năm mưa nắng mài mòn rồi mà những quả đồi bây giờ vẫn còn rất là lớn. Bản chất của ngôi mộ này đấy thì là tức là có xây vòm, tức là khóa vào thành các cái thành các cái gian phòng khác nhau. Cái viên gạch khóa vòm này là hình mũi bưởi này, một đầu thì cứ nhỏ dần và lên đến viên gạch cuối cùng ở trên độ cao nhất ấy, thì là viên gạch nó có một đầu là nhỏ nhất để nó khóa cái vòm này lại rất là chắc chắn, mà hàng trăm hàng nghìn mét khối đất đè lên trên cũng không ảnh hưởng gì cả, không sập được. Bỏ lại đây cái khu vực này, cả cái bãi này này gọi là cái đồi khe gạch, tức là có một con suối nó chảy qua, thì ngôi mộ ông Trần Minh Tông tức là nằm ở một mặt thì quay lưng vào đồi, một mặt thì quay ra suối, rất là đẹp. Cái ngôi mộ này theo cái sách sử sách ghi lại thì là nó rộng, trung tâm mộ là rộng khoảng 4000 m², tức là một lăng mộ, đây là một cái lăng mộ là lớn nhất trong số là 8 lăng mộ vua Trần ở khu vực dãy, ở khu vực xã An Sinh này, tức là nó ngôi mộ tổng cộng là có tám cửa và gồm 19 con sấu đá, tức là cách từ những năm thập kỷ 80 là các cái hình, các cái rất là nhiều tượng đá, tượng Bụt, rồi là các cái cửa sấu đá, tức là rồng đá, long phượng là vẫn còn rất là nguyên vẹn. Tuy nhiên là từ khi mà làm cái con đập này, làm con đập này để chặn cái con suối này đấy, thì là người ta đã ủi hết cả toàn bộ lăng mộ. Ủi voi đá, ngựa đá, rồi là rồng đá, sấu đá và vào chân đập này. Đấy, còn xong rồi là người ta moi đất để moi đất sét. Tết nhất là tầm đầm một hai thắp hương. Và nên thế kỷ 10 chôn ở đây từ thế kỷ 13, thế kỷ 14 thì hiện tại là có mỗi lăng mộ của ông Trần Anh Tông này là Thái Lăng thì là còn nguyên vẹn nhất, là còn những cái bệ đá với những con sấu đá và rõ hình thù cái bậc cửa đi lên đấy. Còn lại tất cả các cái lăng mộ khác là đều đổ nát không còn gì hết. Ví dụ như lăng của ông Trần Nghệ Tông là đã bị ủi và đắp đập, bây giờ không, hiện trạng không còn bất cứ một cái di tích gì mà hiện hiện trên mặt đất nữa cả. Thì do cái lăng mộ của ông Trần Anh Tông ở này còn nguyên vẹn đến bây giờ là do có cái sự, là do nằm giữa hồ và được cái hồ nước tự nhiên này cùng với lại những cái người trông nom hồ là gìn giữ bảo quản, cho nên là vẫn còn lại. Đường rừng khúc khuỷu chênh vênh nối bước hành trình của Phạm Ngọc Dương khi anh ngỏ ý với một người dân địa phương rằng mình muốn đến ngôi cổ am trên núi. Thảm thực vật trên đường đi xanh mướt một màu biêng biếc hòa lẫn cùng sắc mây, gợi lên cảm giác u tịch lạ thường. Có lẽ đã quá quen thuộc với những không gian núi cao cao đến tận cùng này, nên nhà báo Phạm Ngọc Dương còn vui vẻ truyền tải cho người bạn mới quen những kinh nghiệm đi rừng mà anh rút tỉa được sau rất nhiều chuyến đi. Tức là mình đi, mình không nên đi bước dài quá, không nên đi nhanh quá, mà đi thật chậm, từng bước ngắn một, cứ đi thong thả như là đi chơi ấy. Khi nào mệt ấy, hơi mệt là mình phải nghỉ ngay, nhưng mà mình không được